Trong khuôn khổ chuyến thăm Bulgaria, sáng nay Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Ban thư ký Quốc hội Việt Nam đã có cuộc làm việc với Tổng thư ký Quốc hội Bulgaria Strefana Karaslvova. Bà Tổng thư ký Quốc hội Bulgaria Strefana Karaslvova chào đón Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và các thành viên Ban thư ký Quốc hội Việt Nam tháp tùng đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Bulgaria, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bà Tổng thư ký cho rằng một trong những dấu mốc thành công của chuyến thăm lần này là hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa hai quốc hội. Cùng với đó, Ban thư ký Quốc hội hai nước cũng ký văn bản hợp tác để cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian tới bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm của các nhà lãnh đạo Bulgaria dành cho đoàn, ghi nhận những nỗ lực của Ban thư ký Quốc hội Bulgaria đóng góp tích cực vào chuyến thăm rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhất trí với bà Tổng thư ký về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai quốc hội và kết quả chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Tổng thư ký Quốc hội cho biết, ngay sau chuyến thăm, Ban thư ký Quốc hội Việt Nam sẽ triển khai các nội dung hợp tác giữa hai quốc hội theo thỏa thuận hợp tác mới mà lãnh đạo quốc hội ký kết. Sẵn sàng trao đổi đoàn để chia sẻ kinh nghiệm giữa Ban thư ký Quốc hội hai nước trong công tác tham mưu giúp việc cho quốc hội mỗi nước. Tổng thư ký Quốc hội mời bà Tổng thư ký Quốc hội Bulgaria sớm sang thăm Việt Nam và bà Tổng thư ký Quốc hội Bulgaria đã vui vẻ nhận lời.